đâu cũng gặp màu xanh, mà đi đâu em cũng gặp mấy anh Thái Bình. Ra đi không phải vì bực mình, mà ra đi là vì đất Thái Bình quá đông. Thái Bình là đất ăn chơi, tay nghiền tay bút khắp nơi tung xanh. Ngọc Hoàng phán nói quý anh tình nhà nào, Nam Tàu bắt đầu sông vào, Thái Bình anh ở huyện nào đây? Toàn gặp mà các anh quê Thái Bình. Bác Phạm Tuấn bay tới thiên đình, Ngọc Hoàng mới báo chúng mình là cùng ma quỷ. Sau khi uống rượu no nê, Diêm Vương nói nhỏ này, tớ cũng quê Thái Bình. Mấy ngày tổng thống cũng toàn thấy mình quê ta. Ông Putin ở tận nước Nga, bắt tay ông bảo tớ quê cha thấy mình. Làm dễ Thái Bình quê ta. Ông Donald Trump ở bên Mỹ xa xôi, mở hồ sơ ông bảo tớ tớ cũng quê Thái Bình. Nhập khẩu Thái Bình quê ta. Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Tết về nhận họ này cũng quê ta Thái Bình. Được chỉ quê ta Thái Bình.
đâu tìm thấy, chỉ Thái Bình là quê ta. Như cánh chim bay khắp phương xa, ở đâu cũng có người quê ta là Thái Bình.